Bây giờ mình sẽ bắt đầu gõ khánh và thực hiện đọc một bài chú gọi hồn dựa theo âm khí của linh hồn ma nữ đó để mà có thể gọi linh hồn ra tới đây nha mọi người nha. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Và mình là Roma Vlog đây. Nếu như mọi người đã xem video vừa rồi, mình đã chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết cho nghi thức để mà có thể thực hiện cho nghi thức gọi hồn ông lều ra ngoài sảnh, để mà có thể theo dõi giúp mình một người mà mình không tiện nói tên, vì mình đang có một số nghi ngờ ở bên trong lòng của mình mọi người. Khi mà mình đang thực hiện thì có linh hồn của một người phụ nữ xuất hiện một cách rón rén từ ở phía sau chùa đi vào bên trong sảnh mọi người. Và linh hồn của người phụ nữ đó nghĩ là mình không nhìn thấy được bà ấy, cho nên là bà ấy cứ rón rén đi vào. Khi mà mình cứ nhìn thẳng vào bà ấy và nhìn theo từng bước đi của bà ấy, thì bà ấy mới quay qua và hỏi mình một câu là: mày có thể nhìn thấy tao hả? Thì mình có nói là tôi có thể nhìn thấy linh hồn. Linh hồn là ai? Tại sao đi vào đây? Thì bà ấy có trả lời là: tao đi tìm con. Mày có thấy con của tao ở đâu không? Theo như cách bà ấy nói chuyện, chứng tỏ bà ấy không phải là một linh hồn ở bên trong khu vực chùa này mọi người. Vì đã từ rất lâu rồi không hề có những linh hồn ở bên trong khu vực chùa này xuất hiện, trừ cái khu vực từ ở sảnh dài ra phía sau mộ của thầy Hùng, những ngôi mộ hoang và những linh hồn chưa được thức tỉnh ở bên trong những ngôi mộ hoang đó thì mình sẽ không tính. Ngoài ra không còn một linh hồn nào khác ở bên trong khu vực chùa này xuất hiện cả. Và dựa theo những gì bà ấy nói, chứng tỏ bà ấy không phải là một linh hồn ở bên trong chùa, mà bà ấy đi tới đây để mà tìm con. Thì mọi người biết đó, linh hồn người ta có thể dựa theo âm khí của nhau để mà có thể đi tìm. Không phải tự nhiên mà bà ấy lại đi vào bên trong cái khu vực chùa này để tìm con bà ấy. Có thể là đã từng có âm khí của con bà ấy đã đi qua đây. Có thể là con bà ấy đã từng đi qua và để lại âm khí ở đây mọi người. Thì có hai giả thuyết. Một là con bà ấy đi vào bên trong khu vực chùa này và biến mất. Hai là đã có ai đó bắt con của bà ấy đi vào bên trong khu vực này để lộ lại những âm khí và bà ấy đang đi tìm tới. Và một cái chuyện quan trọng như thế này xảy ra. Mọi người cũng thấy là mình đã đi qua bên cái am thờ vừa rồi mới xuất hiện ở bên trong sảnh để mà có thể quay cho tất cả mọi người xem về những thứ kỳ lạ mà ông chú ấy đã mang vào bên trong am thờ, mang vào bên trong sảnh, xin lỗi mọi người, mang vào bên trong sảnh để mà thờ cúng. Mình cũng đã quay cho tất cả mọi người xem. Nhưng do chú ý vào những vật dụng ở bên trong cái am thờ đó mà mình đã quên để ý một cái hồ lô đang treo ở bên trên cái nơi thờ cúng. Trong lúc mà mình và linh hồn của người phụ nữ đó đang nói chuyện với nhau thì có một luồng đen từ cái hồ lô đó phóng ra, chói bẫy lại và kéo bẫy vào bên trong cái hồ lô. Nhưng kéo được nửa đường thì rất may mắn nhờ có sự giúp đỡ của thầy Hùng. Thầy Hùng đã phóng ra một nguồn linh khí cắt đứt cái sự ràng buộc giữa bà ấy và cái hồ lô, khiến cho bà ấy té xuống và bay đi, biến mất mọi người. Và thầy Hùng đã khóa kết giới cái khu vực đó lại. Và thầy Hùng xuất hiện. Thầy Hùng nói với mình đó là đó chính là hồ lô thu vong. Nếu như mình có gọi một linh hồn nào vào bên trong khu vực sảnh thì hãy nhớ khóa kết giới cái khu vực đó lại, nếu không sẽ bị hút vào bên trong cái hồ lô. Và thầy Hùng có kêu mình là đi vào bên trong am thờ đi, thầy có chuyện này muốn nói với con.
Thì những chuyện mà thầy Hùng nói với mình á, thật sự mình rất ngỡ ngàng mọi người. Và trong buổi livestream vừa rồi mình cũng đã tiết lộ một phần nào đó câu chuyện ở trên buổi livestream về những chuyện mà thầy Hùng đã nói với mình. Mọi người có thể xem lại buổi livestream vừa rồi của mình. Và thêm một chuyện nữa mọi người biết á, không phải đương không mà những linh hồn bị kẹt lại ở bên dưới đống đổ nát của khu vực nhà để cốt báo mộng cho mình. Không phải tự nhiên mọi người. Tại sao cái nhà để cốt đã bị đập hơn 3 năm nay? Khi mà mình vào bên trong khu vực chùa này để ở thì hơn 1 năm sau là cái khu vực nhà để cốt bị đập. Và kéo dài tới tận bây giờ là đã hơn 3 năm. Tại sao tới bây giờ những linh hồn đó mới báo mộng cho mình biết mọi người? Tại vì sao? Không phải tự nhiên mọi người. Những linh hồn đó đã không còn cảm thấy an toàn khi mà ở đây nữa. Và kèm theo những chuyện mà mình đã tiết lộ với mọi người trên buổi livestream thì mọi người cũng biết là chuẩn bị có rất nhiều chuyện xảy ra mọi người. Và tối nay mình sẽ dựa theo âm khí của người phụ nữ đó để mà có thể thực hiện nghi thức gọi hồn của bà ấy tới và hỏi bà ấy tường tận về những chuyện mà bà ấy đi tìm con. Và lần cuối cùng bà ấy gặp con bà ấy là khi nào và ở đâu. Để mình có thể giúp cho hai mẹ con của bà ấy mọi người. Và video tối nó như thế nào thì mời tất cả mọi người cùng đón xem nhé. Trước khi xem video này mọi người hãy nhớ like video, đăng ký kênh cũng như là ấn vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ Romai Vlog nhé mọi người. Mình cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người. Còn bây giờ thì mời tất cả mọi người cùng đón xem video tối nay nhé. Ok mọi người, mình cũng đã chuẩn bị hết tất cả những thứ cần thiết để có thể thực hiện cho nghi thức gọi hồn ma nữ tối nay. Bây giờ mình sẽ bắt đầu thắp hương lên và thực hiện cho một bài chú gọi hồn để có thể mời linh hồn đó tới đây nha mọi người nhé. Lần trước gặp mặt thì mình đã nhớ được âm khí của linh hồn đó rồi. Bây giờ mình chỉ cần dựa theo cái nguồn âm khí đó để mà thực hiện nghi thức gọi hồn thôi. Xin phép tất cả mọi người bây giờ mình được bắt đầu thắp hương lên để thực hiện kích hoạt cho nghi thức nha. Mấy ngày hôm nay thì chỗ của mình đó mọi người, mưa tầm tã luôn mọi người. Mưa tối ngày sáng đi mọi người. Cho nên là có tiếng của những con côn trùng nó kêu á, làm cho âm thanh hơi bị ồn. Thì mình rất mong mọi người thông cảm giùm cho mình nha mọi người nha. Bây giờ thì mình xin phép tất cả mọi người mình được bắt đầu. Mình cũng đã dễ linh phụ để mà có thể kích hoạt cho nghi thức rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm phép đèn lưu ly
và mở con mắt ầm giường nha. Ok mọi người, mình cũng đã làm tất cả các bước cần thiết cho nghi thức rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu gõ khánh và thực hiện đọc một bài chú gọi hồn dựa theo âm khí của linh hồn ma nữ đó, để mà có thể gọi linh hồn ra tới đây nha mọi người nha. Linh hồn đừng lo, tôi xin chào linh hồn nhé. Thầy của tôi cũng đã khóa kết giới khu vực ở đó lại rồi, cho nên cái hồ lô đó không thể nào hút linh hồn vào bên trong được nữa đâu. Trời ơi, bữa trước tao sợ muốn chết luôn mày ơi. Đầu tiên tôi xin chào linh hồn nhé. Sự tình của linh hồn như thế nào? Linh hồn đang đi tìm Mai. Tôi xin mời linh hồn nói rõ hơn cho tôi biết có được không? Tao đi kiếm con của tao. Mày có thấy nó không? Con của linh hồn ở đâu? Lần cuối cùng linh hồn gặp con của linh hồn là ở nơi nào? Linh hồn có thể nào nói rõ sự tình cho tôi biết? Biết đâu tôi có thể giúp được cho linh hồn thì sao? Cây cũng gần đây nè. Tự nhiên bữa đó có một người tới dán lá bùa lên cây. Lúc đó tao không biết gì hết. Tới khi tỉnh thức thì lúc đó tao thấy con tao mất tiêu rồi. Tao lần theo âm khí của nó thì đi tới đây. Tao nhìn thấy mày rồi bị cái hồ lô kéo vô đó. Cách đây không xa, có nghĩa là linh hồn không phải là người ở bên trong khu vực chùa này. Nếu như theo những gì mà linh hồn nói, thì có người
đã bắt con của linh hồn đi tới đây. Cho nên linh hồn dựa theo âm khí và tìm tới đây. Có đúng như vậy không? Đúng rồi mày ơi. Trước khi con của linh hồn bị bắt, thì người bắt con của linh hồn là người hay là ma hay là quỷ vậy? Là người đàn ông. Là người. Được rồi, có được những thông tin này, nếu như ở trong khu vực ngôi chùa này đang có âm khí của con linh hồn ở đây, thì nhất định tôi và các thầy tôi sẽ tìm ra thôi. Khi nào có bất cứ một manh mối gì, chúng tôi sẽ thông báo cho linh hồn biết nhé. Vậy là tốt quá, tao cảm ơn mày nha. Linh hồn có thể cho tôi hỏi thêm một số điều chứ? Được, mày cứ hỏi đi. Linh hồn và con của linh hồn đã mất bao lâu rồi? Tính tới nay cũng mười mấy năm rồi mày ơi. Còn con của linh hồn thì sao? Nó chết chung ngày với tao luôn. Thật đáng tiếc. Đã mười mấy năm rồi, tại sao hai mẹ con của linh hồn chưa đi siêu thoát? Và lý do gì mà hai mẹ con lại chết cùng một ngày? Lúc đó tao có bầu con tao, do chuyện xui rủi xảy ra, tao bị sanh non. Trong lúc sanh thì mất máu nhiều quá nên hai mẹ con tao chết. Theo như tôi biết thì về cái vấn đề cái chết của linh hồn vẫn được đi đầu thai siêu thoát bình thường mà. Tại sao bây giờ đã mười mấy năm mà vẫn chưa đi đầu thai siêu thoát vậy? Linh hồn có thể tiện chia sẻ với tôi chứ? Không phải là tao không đi đầu thai được, mà là con tao do nó không tên không tuổi nên người ta không cho đi. Bởi vì tao không đi đầu thai, để ở đây với nó chết đây một mình tội nghiệp nó lắm. Tôi xin chia buồn với linh hồn về chuyện vấn số của hai mẹ con. Thành thật chia buồn cùng với linh hồn. Linh hồn cứ yên tâm đi, nếu như tìm lại được con của linh hồn, tôi sẽ thông báo cho linh hồn biết. Và tôi nghĩ thầy tôi có thể giúp được cho hai mẹ con đi đầu thai siêu thoát, nếu như mọi chuyện giống như những gì mà linh hồn đã nói. Nếu được như vậy thì mẹ con tao cảm ơn mày nhiều lắm mày ơi. Hiện tại linh hồn có chỗ ở không? Thì tao ở cái cây cũng gần đây nè. Linh hồn có muốn tạm thời đi về đây để mà có thể ở bên trong am thờ, linh hồn có muốn không? Thôi mày ơi, tao ở đó cũng quen rồi, không có sao đâu mày ơi. Được rồi, vậy đi, có gì tôi sẽ thông báo cho linh hồn biết nhé. Có tin gì về con tao, mày nhớ nói cho tao biết nha. Tôi xin chào linh hồn. Cuối cùng thì mình cũng đã rõ được sự tình của linh hồn người phụ nữ đó rồi mọi người. Trong đầu của mình đang có một suy nghĩ. Mình không biết là mọi người có cùng chung suy nghĩ với mình hay không, nhưng mà hiện tại ở đây mình không tiện nói mọi người. Có gì về nhà mình sẽ gặp lại tất cả mọi người sau, chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận về điều này. Mình sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều vì đã xem video của mình. Mình cũng đã có thêm thông tin.
về sự mất tích của con linh hồn ma nữ rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ dọn dẹp tất cả mọi thứ để đi vào bên trong. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem video của mình. Xin chào mọi người.